150. Ủa nãy là em hết chạy luôn hả? Dạ. Dạ được mà tục con è không hả? Đá số nó è luôn không? Rồi. Đây bị è luôn rồi. Mày bị từ đâu em? Dạ. Mình bạn Hải hả? Bị ở quận 7. Là lết lết quay luôn hả? Đúng rồi. Ok. À, nóng là nó la không hả? Rồi ok. Rồi, heo ra hết rồi. Làm lại. Đây chiếc Edge 150. Xe này mình làm nồi lại. Phải hố nó sắt và xò lại hết. Chuồng heo rồi. Làm lại hết luôn, hết thú rồi. Này là bó sắt rồi, sò luôn, hai cái lược nhớt luôn. Bây giờ mình lắp vô test cho anh em xem. Xe này chạy bị gãy cái bát này luôn, phải đi làm lại nè. Bát mà bắt cái biển số á, gãy luôn. Chạy đường quê dằn quá. Cảm ơn em nha. Cái chấm mây center. Center cái đất Thái. Xe trong nhà đang dọn sơn xì mới thôi.